chị thân mến, chị xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm về ba lô, túi xách, vali và mang trong mình tất cả tình yêu thương, niềm đam mê, sự nhiệt huyết với ngành trong suốt hơn 20 năm. Chị đã có được cho mình hai phân xưởng với quy mô là hơn 600 công nhân, có thể đáp ứng được toàn bộ những đơn hàng cả trong và ngoài nước trong những sản phẩm về vali, ba lô, túi xách. Trong mùa dịch vừa qua, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng thì chị cũng gặp rất nhiều khó khăn, và đỉnh điểm là sau những đợt sụt giảm doanh thu, chị cũng đã phải trả mặt bằng và đóng cửa hàng. Tuy nhiên, sau cơn mưa trời lại sáng, đến ngày hôm nay khi kinh tế dần dần phục hồi trở lại, chỉ sau một năm chị đã mở lại một chuỗi cửa hàng về vali, ba lô, túi xách hiện diện ở khắp tất cả những trung tâm thương mại của thành phố Hồ Chí Minh như là Aeon Mall, Crescent Mall, Giga Mall và Thiso Mall. Và ngay bây giờ, Đạt xin phép được mời tất cả quý anh chị, khách mời, khách thân và thành viên, chúng ta hãy cùng nhau đứng lên và dành một tràng pháo tay lớn nhất, nồng nhiệt nhất để chào đón lên sân khấu diễn giả chị Nguyễn Thủy Ý Nguyên. Dạ, em Ý Nguyên xin kính chào các anh chị khách mời.